Tiến Bình Dương xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc, và đặc biệt là video này hôm nay thì xin gửi đến những quý khách hàng đang sử dụng những xe dòng xe cao cấp. Bây giờ cũng là cái ngày cuối năm của 2020 rồi. Tình hình trộm cắp bây giờ cũng rất là phức tạp. Thì khách hàng nên trang bị những dòng xe có ổ khóa thông minh nguyên bản, với lại những xe có trang bị thêm những cái công nghệ chống cướp thông qua định vị. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cái bộ định vị này, giới thiệu đến khách hàng. Bộ định vị này là của công ty mạng Mobifone. Đấy. Cái bộ này mang tên là MBKE. Cái công nghệ của cái hộp định vị này thì bản chất của nó là xe hơi, dành cho xe hơi. Nhưng hôm nay mình sẽ lắp lên xe máy. Chức năng của nó khá là hay. Nó có thể giúp quý vị là định vị được xe, kiểm soát được xe. Định vị xe đang ở đâu, kiểm soát được xe đang đi hay đang dừng. Có thể tắt mở, tắt khóa. Ví dụ như xe đang chạy, mình có thể điều khiển được cho tắt máy từ xa, trong trường hợp mà bị mất cắp. Rồi mình có thể là giám sát được những cái tuyến đường mình đã đi. Mình có thể xem lại được lịch sử mình đã đi, những nơi đâu. Đó. Thì cái bộ định vị này rất phù hợp cho những phụ huynh có thể là quản lý con em. Và đặc biệt nữa là cho mấy bà mà cứ theo dõi mấy anh chồng ấy nha. Rất ok đấy. Thì bộ định vị này của Mobifone thì nó sẽ bao gồm một thẻ SIM. Đấy. Đây là số của số điện thoại này. Chúng ta khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải giữ số điện thoại lại để lạp cạc cho nó sau 1 năm. Và đây là cái thiết bị để tắt máy từ xa. Và đây là cái hộp định vị. Cái hộp định vị này được trang bị nó giống như một cái điện thoại di động trên xe. Đặc biệt là bộ này thì không hao bình nha anh em, không hao điện. Rồi, và đây là cái rắc cắm. Còn đây là quyển hướng dẫn sử dụng, sau này khách hàng có thể tham khảo các tính năng trong này. Và đây là phiếu bảo hành, chúng ta được bảo hành trong vòng 1 năm. Và hôm nay mình cũng hướng dẫn anh em lắp luôn. Cái này khách hàng mua về cũng có thể tự lắp được. Đối với những dòng xe cao cấp, xe phổ thông, xe nào cũng vậy, cách lắp là giống nhau. Dây đỏ là nguồn bình ắc quy, dây đen là nguồn mát. Hai dây điện này là hai dây điện ngắt nguồn của ổ khóa. Còn nếu không thì quý vị có thể mở ở trong tài liệu đây, cái cuốn tài liệu có hướng dẫn đây. Đấy, dây xanh là lấy từ khóa đi ra, dây vàng là ra xe, rất đơn giản. Rồi, bây giờ tôi sẽ lắp cái bộ này lên đây cho anh em xem. Và cái này sử dụng thông qua là phần mềm anh em nhé, thông qua phần mềm. Chiếc xe này là chiếc xe SH đã lên ổ khóa thông minh. Xe này đời 23 đã trang bị khóa thợ đã nâng cấp lên khóa thông minh. Còn xe này là xe khóa cơ, khóa chìa. Bây giờ đã được tôi lắp khóa thông minh. Thì đầu tiên chúng ta để ý đây, hai dây nguồn sau đuôi ổ khóa. Ổ khóa thì có hai dây nguồn. Hai dây nguồn điện này là dây nguồn vào và nguồn ra. Thì bây giờ đối với cái trường hợp đây là hai dây lắp của bộ smart key lên, là chúng ta có màu dây đỏ đen và màu dây đen, thì chúng ta sẽ xác định xem đâu là nguồn trước, đâu là nguồn sau. Chúng ta lấy cây bút phổ thông, chúng ta xác định nguồn. Đỏ đen là có điện. Rồi, còn dây đen là không có điện. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tách cái dây đen này ra. Chúng ta lạy cái lẫy này ra nghe. Đó, xong tôi rút ra. Và sau khi chúng ta rút ra này rồi, chúng ta sẽ rút lấy cái dây đen ra ngoài. Bộ này lắp cực kỳ dễ anh em nha. Đó, chúng ta tách ra như thế này. Khách hàng mua về cũng có thể tự lắp được. Sau khi chúng ta tách cái đó ra rồi, chúng ta sẽ dùng cái dây này. Chúng ta lắp vào đây. Đó, chúng ta lấy dây điện đơn ngoài này, lấy dây đơn bên ngoài này. Đó, chúng ta lắp vào.
Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ cho cái dây xanh. Cái này bộ chống trộm của chúng ta đã có sẵn rồi mà tôi quên mất tôi không ấy nè. Và chúng ta lắp lại. Chúng ta làm lại cái phần này. Đây, trong cái bộ chống trộm này nè. Chúng ta có cái dây xanh dương này. Chúng ta chọc vào luôn. Khá là dễ. Rồi. Đó, như vậy chúng ta đã xong cái phần đít ổ khóa. Rồi còn cái dây đỏ này, chúng ta cho nó vào cái nguồn trực tiếp bình ắc quy. Dây đen cho ra mắt sườn. Rồi tất nhiên còn dây vàng thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Đó. Nếu chúng ta muốn chắc, chúng ta có thể chấm một mối hàn nhỏ vào. Sau khi mà chúng ta gắn nguồn âm, nguồn dương lên xong, rồi chúng ta đã lắp cái cắm đít ổ khóa lại. Thì anh em thấy là lúc này khi mà xe chưa lắp chống trộm lên thì vẫn hoạt động bình thường. Đó. Có nghĩa là không ảnh hưởng gì đến xe cả. Để tránh cái trường hợp sau này lỡ mà có trục trặc thì xe của chúng ta vẫn hoạt động bình thường nhé, không ảnh hưởng gì đến đấy cả. Rồi lúc này chúng ta cái cục định vị này, còn đây là cái cục tắt máy nhé, đây cục định vị, chúng ta bóc nó ra, bóc ra đây. Đấy, rồi chúng ta lắp cái sim vào đây. Nhưng mà để lắp cái sim vào đây thì chúng ta phải đăng ký sim trước ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký sim. Chúng ta bỏ cái sim, chúng ta lắp cái sim này này vào điện thoại. Để chúng ta đăng ký. Đăng ký với tổng đài. Sau khi mà chúng ta ấy xong thì chúng ta sẽ soạn tin nhắn. Soạn tin nhắn với cú pháp giống như trong tài liệu này. Đó là chúng ta sẽ nhắn tin là DK. Đấy. Dấu cách 1 2 M B. Y gửi 3 con 9. Và sau khi chúng ta đăng ký thì chúng ta chờ cho tổng đài phản hồi. Chúng ta vào cái điện thoại hoặc là lên máy tính cũng được. Chúng ta vào trình duyệt web. Chúng ta cũng chọn cái web có cái tên này. Có cái tên website này. Anh em nhớ nhá, đây này. Đó. Và website là mbk.vn. Sau đó nhập cái mã số của thiết bị định vị vào. Đây là cái mã số của nó này. Rồi. Sau đó tôi khi chúng ta vào cái trang chủ này này. Đó, vào trang chủ MPK rồi. Rồi chúng ta kích vô. Rồi lúc này thì ở bên đây có cái phần giới thiệu dịch vụ và kích hoạt thiết bị. Thì chúng ta vào phần thiết bị kích hoạt thiết bị. Rồi bây giờ chúng ta nhập cái mã vào đây. Đó, số IME này, chúng ta nhập vào đây.
sau khi mình chúng ta nhập xong cái mã số thiết bị của nhập cái mã của cái thiết bị này đấy vào trong điện trong cái trang chủ đó. Rồi sau đó chúng ta nhập cái số điện thoại, chúng ta có thể là chúng ta nhập cái số điện thoại của thiết bị là cái số này này 07, anh em nhớ nhá, 0784 này, 0923 này, 41 đó. Sau khi nhập xong thì chúng ta nhập tiếp cái số điện thoại của khách hàng vào đây đấy, thì chúng ta nhập cái số điện thoại của khách hàng này này thì chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại mà xe mà khách hàng sử dụng á. Mục đích của cái nhập số điện thoại này là để bảo hành thiết bị nhé. Ở đây là máy đã báo là chúng ta đăng ký thành công rồi này, dịch vụ chống trộm chống sát là giám sát này xong rồi này. Đấy. Thì ở đây là giá gói cước chúng ta là được miễn phí là 365 ngày. Sau những cái ngày này thì chúng ta sẽ phải nạp tiền cho thiết bị nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái này ra. Tôi gắn cái thiết bị này, gắn cái sim á. Rồi gắn cái sim này vào trong cái thiết bị này được rồi. Sau khi chúng ta lắp sim vào xong thì chúng ta sẽ cho vào đây để chống nước. Đó. Rồi chúng ta rút cái dây rút lại. Lúc này chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại của khách hàng vô. Anh đọc số điện thoại của anh em ơi. 0935 585 anh họ tên gì ạ? Để sau này bảo hành. Lê Minh Thường. Vâng. Anh có coi được giùm em cái ví dụ như cái đồng hồ nó bị chúc em coi cho. Đó, sau khi mình cài đặt thành công á thì mình sẽ có cái số tài khoản này. Thì cái số tài khoản này á ví là cái mã kích hoạt này mình sẽ đưa cho khách hàng để khách hàng kích hoạt trên phần mềm. Sau khi kích hoạt xong thì khách hàng có thể tự đổi mật khẩu lần đầu. Chúng ta chụp hình lại. À, xong để chúng ta cung cấp cho khách hàng. Đó, như vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công. Và bây giờ là việc của chúng ta là lắp cái hộp định vị này, lắp cái hộp định vị này vào xe. Rồi chúng ta sẽ đưa cái này cho khách hàng để khách hàng vào app, khách hàng tự cài đặt. Đấy, chúng ta lắp này lên đây. Thì mọi người để ý đây là có cái đèn đỏ là đèn nguồn. Đèn xanh lá là mạng GPS, còn mạng cái màu xanh dương là sim đã có mạng đấy. Rồi bây giờ anh đưa điện thoại của anh em cài cái app nhé. Anh đang dùng cái app của anh đang dùng cái này là iPhone à? Đối với iPhone thì chúng ta vào cái ứng dụng này, chúng ta tải xuống điện thoại. Còn đối với Android thì nó chỉ cần MBK thôi, không có giữ GPS nhé. Nói chung mọi người sẽ tải cái app này về. Anh nhấn nhận. Cảm nhận. Sau khi tải xong cái app thì bắt đầu ta sẽ nhập cái tài khoản để ta biết cái xe ta đang ở đâu. Sau khi mà chúng ta tải xong cái app về á thì trên app nó sẽ có cái tài khoản và tên mật khẩu để chúng ta đăng nhập. Thì lúc này chúng ta sẽ nhập cái tên của cái này vào. Đó, tên của cái tài khoản với lại cái mật khẩu.
Giờ chúng ta sẽ vào đó. Mở Bike. Sau khi mình đăng nhập xong thì nó sẽ có cái lần đầu tiên sử dụng nó sẽ có như thế này. Đấy, thì đây là bản đồ. Và lúc này nếu mà mình muốn, bởi vì định vị này là của ô tô thì bây giờ hiện tại nó đang là cái hình ô tô này. Đấy, chúng ta có thể đổi được cái tên, đổi được cái hình đồng hồ này, à cái hình ô tô này. Chúng ta vào cái phần thiết bị. Rồi, thì lúc này khi mình vào thiết bị thì trong này nó có cái trạng thái là xe đang dừng này, đấy là 3 phút 1 giây này. Kích vô. Đấy. Và bây giờ ta có thể vào phần là thông tin. Rồi, chúng ta vào phần là biển số xe, chúng ta có thể tự nhập biển số xe. Rồi, chúng ta vào phần biểu tượng, chúng ta vào cái phần xe máy. Đấy, ta chọn hình xe máy. Rồi, ta nhấn vào chữ lưu. Sau khi lưu xong thì ở dưới đây thì nó có những cái các cái phần mà chúng ta muốn cài đặt á, thì chúng ta về chúng ta cài đặt. Đấy. Còn cơ bản thì ví dụ bây giờ chúng ta muốn đổi mật khẩu thì chúng ta vào phần cài đặt này. Cái cài đặt này á, là không phải đổi mật khẩu nhá. Cái cài đặt này á, là ví dụ như xe giờ đang nổ máy, chúng ta muốn là tắt động cơ, mở động cơ. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ cho xe nổ máy lên. Ví dụ xe đang nổ thì chúng ta có thể vào cái phần là động cơ, chúng ta tắt đi được. Đó, là xe sẽ tắt máy. Ủa cái này xin mình đang có mạng đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cũng được. Khả năng là cái ứng dụng ở trên cái iPhone này nó đang hơi chậm. Để mình sang lại cái Samsung coi. Thì chúng ta cũng vào trong cái ứng dụng của Samsung, chúng ta cũng đăng nhập cái tài khoản vừa nãy luôn. Đó thì nó định vị được ngay là đang ở chỗ nhà tôi, sửa xe Tiến Bình Dương. Rồi bây giờ chúng tôi vào thiết bị. Tôi kích vào cái phần lạnh. Rồi chúng ta vào phần tắt máy từ xa. Đó, như vậy là xe đã tắt máy được. Đó, tắt máy thành công. Rồi chúng ta có thể khôi phục tắt máy thì xe mới nổ máy được. Rồi bơm xăng đã bơm lại và xe đã nổ máy được. Rồi cho nên là cái này ở máy Samsung thì chúng ta sử dụng nó sẽ nó dễ dàng hơn chút. Còn đối với cái anh mở máy nhé. Đối với iPhone thì đôi khi nó hơi chậm hoặc là do ứng dụng nó chạy chưa được mượt. Mình thoát anh thoát hết đây, thoát hết vào lại từ đầu rồi, thoát hết đây. Thoát hết à? Chúc em chỉ anh đổi mật khẩu. Đấy, tức là khi mình vào giao diện đầu tiên thì nó sẽ là cái định vị xe chúng ta đang nằm vị trí nào. Đó. Cái này cái số VN này chúng ta về đổi, đây là cái bảng số xe. Đó. Và đây xe giờ đang ở cửa hàng Tiến Còi. Độ chính xác rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào tiếp một số cái tính năng là vào đây. Chúng ta vào phần để kiểm tra này. Đấy, thì trong này chúng ta có thể biết được là trạng thái xe đang dừng này. Đấy, thời gian xe đang hoạt động là vào lúc này là lúc 17 giờ 16 phút này. Thiết bị đang sạc pin này, phòng vệ không, động cơ đang mở này. Pin 100% khoảng cách 6 m đó. Đấy, tính có nghĩa là ở đây là đang tính cái khoảng cách từ bộ định vị. Đấy. Rồi chúng ta có thể xem lại những cái thời gian mà xe đã di chuyển. Rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa cái phần tắt máy nhé. Đối với iPhone thì chúng ta vào là phần thiết bị, kích vào phần thiết bị, chúng ta vào phần cài đặt. Cho xe nổ, chúng ta sẽ thử tắt lại lần nữa coi. À đây, lúc nãy hình như tôi vào sai, đáng lẽ phải vào lạnh thì đúng này. Đúng rồi, vào lạnh nhá, mọi người nhá, vào cái chế độ lạnh nhá. Rồi tắt máy từ xa đây. Đó, vào lạnh. Đấy.
Tại vì trong cái iPhone nó có cái chức năng. Rồi chúng ta tắt máy xong rồi, chúng ta muốn khôi phục lại, chúng ta phải vào phần khôi phục. Đấy. Rồi, thì nói chung là cái này của xe hơi thì nó nhiều tính năng lắm, nên là chúng ta về nghiên cứu từ từ, còn không thì chúng ta hạn chế nghịch, tại vì nó có nhiều chức năng. Ừ. Chủ yếu thì định vị thì chúng ta quan sát là thứ nhất định vị, thứ hai là kiểm tra xe đang di chuyển hay xe đang đâu á. Trong này nó có cả cái quá tốc độ động cơ, là ví dụ mà mình chạy quá tốc độ nó báo á. Rồi đó là lệnh nha. Rồi cứ vào phần lệnh. Rồi còn bây giờ ví dụ mà ta muốn vào cái phần đổi mật khẩu này, tôi thoát hết ra đây. Nếu mà chúng ta muốn đổi mật khẩu thì chúng ta vào cái phần tài khoản này. Đấy, rồi ta vào đây cái tài khoản này, ta kích vào đây. Rồi thì trong này nó sẽ có cái phần gồm là tên này, tài khoản này. Đấy. Tên chúng ta có thể ghi tên của chúng ta hoặc ghi tên chiếc xe đó, ví dụ như CSH chẳng hạn. Đây. Đấy, chúng ta có thể sửa mật khẩu, cài đặt sửa mật khẩu để chúng ta thay đổi. Đấy, thì cũng tương tự như các ứng dụng khác thôi. Này dễ sử dụng lắm, không khó, cứ có mạng được. Còn trường nào mà ta không vào được mạng, ví dụ mà mạng điện thoại có mà trên xe không có, thì là lúc đó là chúng ta phải lạp thẻ cho nó nhé. Lạp thì ví dụ như chúng ta cứ duy trì lạp khoảng tầm hình như của nó 1 năm là 1 năm 100 mấy á, 100 mấy hay là 300 mấy gì á, nhưng mà bình tính theo năm. Đã xài cái GPS này đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là. À, cái số này thì của cái số điện thoại này đó, là ví dụ mà lúc nào anh nạp cạc cho cái số này, hiểu không? Dạ, sao nhớ số nữa? Hả? À? Sao nhớ số? Thì anh lưu vào ấy, anh lưu vào điện thoại của anh. Ví dụ bây giờ anh đọc được, anh ghi số này vào trong điện thoại của anh, xong rồi anh ghi tên là ví dụ xe mình chẳng hạn, hay là xe SH gì đó, hiểu không? À, mục đích lưu số để mình nạp cạc thôi. Không biết. Đó, thì anh em nào mà muốn mua về để tự lắp cũng được nha. Mình sẽ kích hoạt sẵn, nếu mà anh em nào mua mà xong rồi mua về mình kích hoạt sẵn thì anh em về chỉ việc lắp thôi. Còn nếu anh em nào anh em thợ nào mà muốn về tự cài á, thì nó sẽ phức tạp, nó sẽ rườm rà một xíu đấy. Còn nếu anh em mà mua về lắp sẵn á, thì chỉ đấu 4 dây điện thôi là xong.